Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Châu Bảo Phúc, tôi đến từ đại lý xe Toyota Tiền Giang. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái giá xe cũng như là các lệ phí tính toán để mà lăn bánh xong xuôi cái xe Toyota Vigo bản số tự động tại tỉnh Tiền Giang. Thì trong đó cái Vigo hiện tại là cái giá niêm yết của Vigo là khoảng là 405 triệu. Thì để mà lăn bánh trọn gói, để mà xong xuôi giấy tờ thì chúng ta phải là có đóng phí trước bạ là 40.500.000. Lệ phí đăng ký biển số tại thành phố Mỹ Tho là 1 triệu, đăng kiểm là 340.000, lệ phí duy trì đường bộ là 1.560.000, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự là 531.000. Thì sau khi cộng dồn tất cả các lệ phí đó thì chúng ta có một cái giá lăn bánh tạm tính là 448.930.700 đồng. Lưu ý với quý vị các bạn là cái giá xe này là chưa bao gồm bảo hiểm thân xe và chương trình khuyến mãi tùy theo thời điểm của đại lý. Để biết rõ hơn về cái chương trình khuyến mãi cũng như là cái ưu đãi thì quý vị liên hệ trực tiếp vào số hotline của Toyota Tiền Giang để quý khách hàng có thể mà dễ dàng tiếp cận cũng như là mua được dòng sản phẩm Toyota Vigo bản tự động. Thì bên công ty Toyota Tiền Giang có hỗ trợ tư vấn cũng như là có giới thiệu những cái ngân hàng giống như là tài chính Toyota hoặc là ngân hàng ngoài. Thì cái mức cho vay tối đa là được 8 năm, thời gian vay là 8 năm, còn cái lãi suất vay là rất là ưu đãi tùy theo thời điểm. Cái mức cho vay là 80% giá xe, thì trong đó cái phần tiền đối ứng để mà cần chuẩn bị để lấy một chiếc xe Toyota Vigo là 81 triệu và cộng thêm theo các chi phí về đăng ký, đăng kiểm cũng như là bảo hiểm thân xe thì tổng chi phí cần phải chuẩn bị là 124.930.700 đồng. Để biết chính xác nhất cũng như là về tư vấn rõ ràng hơn thì mong mời quý khách liên hệ trực tiếp số hotline để có nhân viên tư vấn tận tình. Để sở hữu được xe Toyota Vigo bản tự động bằng hình thức trả góp, quý khách cần lưu ý một số giấy tờ như sau. Đối với khách hàng cá nhân, cần phải có chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, giấy kết hôn, hợp đồng lao động hoặc là sao kê lương 3 tháng gần nhất. Đối với tổ chức doanh nghiệp thì cần có giấy kinh doanh, giấy thành lập doanh nghiệp, biên bản hợp thành viên, hợp đồng kinh tế cũng như báo cáo thuế trong 3 tháng gần nhất. Đối với các khách hàng khó khăn trong vấn đề chứng minh thu nhập, vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn. Để nhận được các thông báo mới cũng như là về các chương trình lãi suất ưu đãi thì vui lòng đăng ký kênh của Toyota Tiền Giang để được nhân viên tư vấn cũng như là hỗ trợ nhiệt tình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách.